cung đường Hồ Chí Minh, đoàn qua địa phận xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, quanh co, xen lẫn giữa màu xanh của núi rừng là các bản làng yên ả thanh bình. Ít ai biết được rằng Khe Thuy thuộc km 468 đường 15A, cách ngã ba Khe Ve, điểm khởi đầu của đường 12A Ác Liệt chưa đầy 1 km về phía bắc. Nơi đây được coi như túi bom, là yết hầu của con đường vận chuyển hàng hóa, đàn dược từ bắc vào nam theo quốc lộ 15A sang nước bạn Lào trên cung đường 12A. Thưa quý vị và các bạn, trở lại hiện trường, nơi 7 chiến sĩ thanh niên xung phong trên tuyến đường 15A tại địa phận xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa hy sinh vào ngày 2 tháng 7 năm 1968 cùng với mỹ hành ngày hôm nay có bác Đinh Xuân Đức. Bác Đức từng là cựu thanh niên xung phong tham gia làm nhiệm vụ tại đại đội C8 đơn vị 758 trên tuyến đường 15A trong những năm từ năm 1968 đến năm 1975. Hơn 45 năm sau buổi chiều đình mệnh ngày 20 tháng 7 năm 1968, ông Đinh Minh Đức vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự mất mát khi cùng lúc mất đi 7 người đồng đội. Ông còn nhớ đêm 19 rằng sáng ngày 20 tháng 7 năm 1968, máy bay địch lại bắn phá ác liệt trọng điểm Khe Ve, Khe Thuy. Để kịp thời thông đường cho hàng trăm chiếc xe chở lương thực, vũ khí mắc kẹt, đại đội 758 do đại đội trưởng Trương Thanh Hân làm đội trưởng giao nhiệm vụ cho tiểu đội 3 gồm 11 đồng chí phải gạt hết số đất đá trên mặt đường. Còn cả đơn vị, trong đó có ông Đức, lại ra sức mở một đoàn cua làm đường tránh cho thông xe. Cả đơn vị vừa làm vừa tránh máy bay Mỹ. Khoảng 3 giờ chiều, khi cả đơn vị đang gấp rút mở cung đường tránh thì một tiếng nổ lớn vang lên từ chỗ 11 đồng chí đang làm nhiệm vụ trên mặt đường. Cả đơn vị chạy đến thì chỉ thấy một hố bom sâu hắm. 11 đồng đội của ông Đức thì có đến 4 người bị thương và 7 người hy sinh tại chỗ. Tất cả họ đều còn rất trẻ, chỉ ở độ tuổi 18 đôi mươi. Trên tuyến đường là họ là báo tin cho là coi như là các đồng chí xuống hầm, là tôi cũng xuống hầm, coi như là mấy 7 người nữa xuống hầm mới là cùng xuống, rồi là lên làm lại lần hai. Vừa bom nổ xong, tôi ở trong này ra thì tôi chủ thấy các bạn tràn ra hết, thì có là 5 người nữ đang còn nguyên si, còn 2 người nam thì là coi như được mỗi người 10 bát. Khe Thuy không còn hố bom, ổ voi, ổ gà, mà đường Hồ Chí Minh phẳng lì nối liền Bắc Nam rộng lớn. Ông Đức vẫn sống ở xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, ngày ngày đi trên con đường 15A nối liền đường 12A. Nơi ấy có một phần xương thịt của đồng đội ông. Sắp tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình sẽ xây dựng đài tưởng niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và đây cũng là nơi ghi lại dấu ấn về những năm tháng đấu tranh hào hùng trên tuyến đường xuyên Á 12A.